Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Để tạo điều kiện khôi phục và phát triển kinh tế, huyện Quảng Điền đã và đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó nổi bật nhất là thực hiện các chính sách theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Là một người dân chuyên làm nghề sản xuất mì lạc bánh canh khô tại thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, vợ chồng anh Ngô Hợp và chị Nguyễn Thị Hồng Loan đã gặp không ít khó khăn khi trên địa bàn xã và huyện xảy ra dịch COVID-19. Sau khi khống chế được dịch bệnh, gia đình chị Loan liền bắt tay vào tái sản xuất mì lạc bánh canh khô. Nhưng khổ nổi, nguồn kinh phí không đủ để tái đầu tư sản xuất. Nghị quyết 11 của Chính phủ được triển khai tại địa bàn là nguồn động viên cho gia đình. Với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn vay theo Nghị định 11 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nguồn vốn huy động của gia đình, vợ chồng anh Hợp, chị Loan đã đầu tư nhà xưởng 50m², hai máy dập và thái mì lạc. Cơ sở sản xuất mì lạc bánh canh khô Hồng Loan đã góp phần giải quyết 7 lao động tại địa phương. Bình quân mỗi lao động có nguồn thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Được ngân hàng chính sách cho vay thì đầu tư vô chỗ máy móc và bột mì thì tạo công an việc làm thêm thu nhập cho bà con, làm thêm có thêm thu nhập. Thì khi dịch thì có hơi khó khăn xí, như có vay nguồn vốn vay thì kinh tế đỡ hơn. Cũng tương tự như vậy, vợ chồng anh Đặng Phước Nam ở thôn Quảng Hoa, xã Quảng Thành, cuộc sống khá khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khi được tiếp cận và vay nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 của Chính phủ, vợ chồng anh đã đầu tư mua sắm ngư lưới cụ, tu sửa ao hồ thủy sản để ổn định kinh tế. Để triển khai thực hiện nghị quyết 11 NQCP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách kịp thời, hiệu quả, huyện Quảng Điền đã tiến hành ra soát tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong đó quan tâm đến những đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố, vì tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống. Thông qua nguồn vốn ngân sách, nhất là thực hiện nghị quyết 11 Chính phủ về nguồn vốn phục hồi và phát triển kinh tế, thì ngân hàng sẽ còn đã giải ngân hơn 4 tỷ cho hơn 80 khách hàng vay vốn. Thì trong thời gian tới, thì ngân sách xã hội tiếp tục báo cáo các chính quyền địa phương và phối hợp với hội đoàn thể để kịp thời đưa cái nguồn vốn đến cho bà con, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con tiếp cận được nguồn vốn để mà đầu tư khôi phục phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập. Để số tiền trên được giải ngân đến tay người hưởng thụ, trong thời gian tới, huyện Quảng Điền tiếp tục chỉ đạo chính quyền các địa phương, các tổ chức hội đoàn nhận ủy thác giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng vốn, góp phần phục hồi phát triển kinh tế địa phương. Qua đó thực hiện thành công mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp.